Rồi, xin chào các bác nhá. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại kênh bên Đặng Tín Audio. Tiếp tục các video, ngày hôm nay bên Đặng Tín Audio tiếp tục test những bộ mic JBL VM888 lên đường rồi các bác. Và em xin thông báo hiện tại cái dòng mic JBL VM888 hiện nay bên em còn rất ít nhá. Hiện tại cái dòng mic JBL VM888 hiện nay còn rất ít. Đây là dòng mic em giới thiệu lại các bác, đây là dòng mic thanh lý phòng hát. Được chưa? Năm nay dịch bệnh thực sự các bác nào không nhanh tay thì không có hàng đâu, với giá cực kỳ tốt. Được chưa? Hàng vẫn còn sử dụng được mới sử dụng được 4 tuần thôi và hàng còn nguyên hộp shop đây. Tất cả hàng JBL VM888 này em thanh lý cho các bác còn nguyên hộp shop rồi các bác, thì các bác yên tâm bảo hành có 6 tháng dòng mic này. Thực sự dòng mic này nói chung các bác em bán mấy chục bộ mấy ngày nay rồi, chưa bác nào chê một cái gì, bác nhận được hàng chưa bác nào chê. Bác nhìn từ cái nguồn này, thực sự nguồn rất là lớn luôn, từ cái nguồn mic này đã đủ chất rồi. Tay mic này được chưa, tay JBL quá đẹp luôn, quá gì này. Thực sự cái dòng tay này quá là đẹp luôn, dòng này em bao có làm sự kiện gia đình luôn. Và chất âm thực sự em nói rồi, em bán mấy chục bộ này chưa bắt đầu chê được gì. Và em thanh lý phòng hát về bán giá tốt quá, bán giá tốt quá luôn, bán giá cực kỳ tốt quá luôn. Từ cái nguồn này, đây mic JBL đây, VM888 này rất đẹp nhá, mọi nhìn này, mọi thứ là quá hoàn hảo cho bộ mic này luôn. Và giá rất ưu đãi. Các ủng hộ kênh Đặng Tín Audio xin một like nhá, ủng hộ một like và đăng ký kênh một đỏ cho em nhá. Được chưa, ủng hộ một like đăng ký kênh cho em. Đây đằng sau đây nó sẽ có rắc nguồn này, rắc 6 ly và hai bên rắc calon, nguồn 6 ly và hai bên rắc calon đây. Chúng ta làm sự kiện nhá. JBL VM888. Đây bác xem lại cái tay mic và sẽ báo giá cụ thể bác nhá, giá cực kỳ tốt. Đây tay mic đây. Đẳng cấp luôn, có những cái tay mic nó quá đẳng cấp luôn. Mic này thôi chấm hết luôn. Mic JBL này có nhìn này, quá đẹp cho bộ mic luôn. Không chê một điểm gì luôn, khẳng định có điều là bác nhìn cái mic này không bao giờ chê điểm gì luôn. JBL VM888 nha, rất đẹp. Rất đẹp. Đấy bác nào nhanh tay hẹn cho em, tôi sẽ alo qua tiếng mic nghe này. Sẽ alo qua tiếng mic nghe nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2. Tiếng quá hay luôn. Em bao quá làm không hay em không lấy tiền của bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc luôn. Khi mua mic này bên em không phải đặt cọc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Giá 2 triệu bộ bao ship nhá. Chỉ có 2 triệu mic này thôi em bao ship. Giá cực kỳ ưu đãi rồi. 2 triệu bộ bao ship tận nơi. 2 triệu một bộ bao ship nơi, tặng đầy đủ dây giáp của các bác nhá. 2 triệu một mic này bao ship nơi. Giá quá tốt rồi. Được chưa? 2 triệu một mic này bao ship nơi. Đấy bác nào chốt nhanh tay hệ cho em 2 triệu một mic này bao ship nhá. Sẽ alo tới mic này. 5 6 7 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. Mỗi đêm trắng tan bên tay cà phê đen lên 1 2. 2 triệu bộ cho bác là chốt, vui lòng nhắn tin qua số điện thoại em nhá. Vui lòng liên hệ cho em, cho em qua số điện thoại cho em. Tất cả mic mua hàng bên em không phải đặt cọc, nhận hàng kiểm tra thanh toán không đặt cọc gì cả. 2 triệu bộ mic JBL 888 này nhá. Giá đang rất ưu đãi rồi, có lòng nhanh tay đặt hàng thì còn chậm tay này hết nhá. 2 triệu bộ mic này bao ship. 5 6 7 2 D 6 2. Lên 1 2 3 4 5. Lên 1 2. Mic quá hay luôn, bác nghe cái chất lượng cái mic JBL này. Quá hay luôn, giờ tiếp đoạn karaoke nhẹ nhàng nhá. Giờ đêm hôm em hát nhẹ nhàng thôi. Đấy, nhẹ nhàng thì cả. Giờ chờ 2 triệu bộ nha, 2 triệu bộ mic này bao ship, bắt đầu chốt nhanh tay nhẹ cho em. 2 triệu bộ mic JBL 888 này, 2 triệu bộ ship bao ship vào luôn. Ngày nào em tuổi 15, em hay nghe tôi ngồi đánh đàn. Tiếng đàn nào đổi nhiều mình mà. Rồi thời gian dần trôi mau, em không nghe tôi sao phim đàn, mà chỉ nhìn nét nét bên trong. 5 6 anh sao em không như ngày nào sang đây nghe tôi ngồi đàn, để điều đàn buồn mênh mang. Em như mây trôi dịu dàng, trôi lang thang trên bầu trời,
và mây đã xa tôi. Ok, cho anh tiếp qua nghe đoạn thôi. 2 triệu mix JBL, bác nghe chất âm quá là bay luôn. 2 triệu mix JBL VM88 này nhá. 5, 6, 7, đi, 1, 2. Được chưa, mọi chiếc mua hàng hiệu số thoại 0916 957 58 nhá. Xin chào các bạn nhá.